sản Việt Nam, là thủ tướng Đào Minh Quân, rồi đến thậm chí là có một cái có hai triệu người Việt Nam ở Mỹ rồi, nhưng mà không phải ai cũng theo ông Đào Minh Quân đâu, chỉ có túm chưa ra khỏi ông Đào Minh Quân là ông nào, túm đi túm lại, đếm đi đếm lại, mà những cái người đấy, không lẽ coi như những người ở Mỹ này không biết ông Đào Minh Quân là ông nào, cả dùm beng là nào là song hành cùng nước Mỹ này, rồi đủ các trò, và thậm chí là kêu gọi rồi các thứ, cũng tuyển được vài vài mống ở Việt Nam đó, là coi như đặt đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất đó, đấy là, nhưng mà đã bị bắt xong thì bị xử đó, đánh bom rồi đốt cái nhà xe ở thành phố Biên Hòa đấy, đấy đấy là chính phủ Đào Minh Quân mà hẹn không biết bao năm nay rồi, người song hành cùng nước Mỹ, nhưng mà nước Mỹ nào người ta dựng nên một cái chế độ đã ăn hại, đã phải chạy đến nửa vòng trái đất, đấy là mình nói hơi em tí, nhưng mà sự thật ra mà nói thì không không ai người ta trưng dụng những cái ông thủ tướng tự xưng vớ vẩn tự xưng đó. Thế nhưng mà cuối cùng thì bao năm nay rồi cũng chẳng thấy có ma nào về, mà sắp tới 30 tháng 4 này rồi mình cũng lại cố chờ xem là có về để phụt quốc được không. Thế xong thì nghe cương lĩnh thì nghe hay lắm, lấy lại đất tổ không làm khổ dân, đúng không? Thế nhưng mà lại đặt bom sân bay. Thế xong rồi những cái người mà theo ông ấy thì là vào tù một lũ, có nhiều mười mấy mạng, mà thậm chí là tổng tất tất là khoảng 70 mạng. Đấy. Thế còn thì một cái ông gọi là được phong lên đến chức nhiệm vụ là đại tướng Vương Văn Thả. Đấy. Hiện nay là cũng đang nằm ở trong kho. Đấy. Thế vậy. Còn. Đúng không? À. Đang nằm ở trong kho. Thì cái đó Đào Minh Quân đấy thì Đào Minh Quân đấy chắc nằm ở kho rồi đấy gì? Không, ông Đào Minh Quân hiện nay ông ấy đang ở Mỹ, nhưng mà ông ấy đang kêu gọi ông kêu gọi bà con trong nước là phải ấy, mà có một cái năm là ông kêu gọi nhân dân thậm chí là cứ đốt đi, ai có ấy, gặp xe nào nó đốt xong rồi về là người ta sẽ là chính phủ của ông ấy giàu có lắm, ông ấy sẽ coi như tặng cho một cái đấy. ông này mặt quắt tay rơi đấy gì cái ông Đào Minh Quân, cháu vào đây cháu xem được luôn đây này. Giờ cháu mới biết đấy, cháu chưa cháu mới biết được đấy là thủ tướng Đào Minh Quân. Thế còn thì trong cộng đồng người Mỹ hiện nay đang tồn tại tới coi như sáu ông thủ tướng và tổng thống đó, hiện nay là ông Nhơn này, ông Trần Dân này, rồi ông Thế này, rồi gì ông gì nữa mà mình quên tên, nhưng mà tổng tất tất là 6 chính phủ, mà đất nước Việt Nam mà có nhỏ trên bản đồ thế giới nhỏ có như cái ngón tay, nhưng mà gì mà 6 ông coi như làm tranh nhau làm thủ tướng với tổng thống thì không biết là rồi đánh nhau chết à, cái đa đảng à? Đa đảng thì là sẽ đánh nhau chết đúng không? Ê, Trần Giang có thấy cái vấn đề đó đúng không? 6 ông tranh giành, bây giờ 6 ông tranh nhau thì ông nào cũng muốn làm tướng thế thì dân Việt Nam coi như là một cổ coi như 6 cái ách, thế giờ xong rồi các ông đánh nhau thì coi như trâu bò đánh nhau rồi ruồi muỗi là chết, người dân mình là chết đấy, nó ở giữa mà không phải ai khác đâu nhá, khi mà đã xảy ra chiến tranh thì những cái người mà người ta ở bên Mỹ kia thì người ta chả làm sao, hoặc là cái nước ấy người ta chả làm sao cả đâu, chỉ có những cái người mà đang sống ở Việt Nam này đấy, trong đó có cả mình đi, mình cứ nói thẳng luôn là có cả mình, và ngay kể cả cái những cái người mà vẫn cứ khóc lóc kêu gào để mong chờ ở nước ngoài người ta về người ta lật đổ cộng sản Việt Nam rồi bôi nhọ để kiếm tiền ấy, thì rồi cũng chết, nói thẳng ra là cũng sẽ bị chết, là bởi vì nói thẳng ra là khi mà xảy ra chiến tranh hòn tên mũi đạn nó có tránh ai đâu, đúng không? Nó chả tránh ai cả. Thế cho nên cái vấn đề chính là phải nhìn thấy cái thực tại đi. Chứ còn đất nước Việt Nam này đang phát triển bằng hình ảnh mà mình đã đưa lên, chỉ bằng một cái đoạn clip đó thôi, để mọi người thấy rằng là người Nhật
Và mình nói thêm nhé, mình đã có thời kỳ mình biết rằng ngay như ở cái đất nước mình đây đang sử dụng một số các loại bột giặt, ví dụ như bột giặt là Thai này, đấy là cái loại bột giặt của một cái công ty, người ta công ty đó là gọi là công ty Procremble Việt Nam, tức là gọi là công ty P&G ấy, là một trong những công ty vào Việt Nam đầu tư đầu tiên về về cái ngành 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 ngành, ngành vật dụng gia đình là bột giặt, kem đánh răng, bột giặt rồi là dầu gội đầu, rồi những cái mình gọi nôm na là những cái mà phục vụ cho đời sống. Và hai nữa là một cái tập đoàn nữa là cái tập đoàn Unilever, cũng sản xuất về những cái xà phòng này, rồi dầu gội đầu này, rồi các thứ. Unilever là của châu Âu, hình như cái đấy của châu Âu là của nước Anh. Người ta vào mà từ lúc coi như là mình nhớ là khi cỡ vào năm tầm khoảng 89 90 là người ta đã vào thị trường Việt Nam rồi. Và người ta làm ăn rất là phát đạt và người ta vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Các bạn vẫn cứ đang giặt cái loại bột giặt Thai mà có chữ TIGE đó. Đấy, phiên âm mình không biết tiếng Anh nhưng mà mình phiên âm ra bằng tiếng Việt Nam là chữ T này, xong này chữ Y ngắn này, chữ chữ chữ, chữ G này, xong rồi chữ E này. Đấy là người ta gọi là bột giặt Thai. Thế còn thì bột giặt nữa là bột giặt Omo là của công ty bên bên tập đoàn Unilever, là của châu Âu, là người ta vào rất Việt Nam rất sớm và cho đến bây giờ họ vẫn cứ đang làm ăn ở trên đất Việt Nam rất là phát triển và người ta nắm bắt thị trường rất tốt, và hiện nay ở trên thị trường Việt Nam nó còn nhiều loại nữa. Đấy. Thế ở bên bột giặt Thai thì người ta có những cái loại dầu gội đầu như dì roi này, pentin này, head and shoulder này, nó đều đều sản xuất theo cái công nghệ và cái bản quyền của công ty Procremble Việt Nam, Procremble Mỹ, USA. Thế cho nên là mình phải nói phải 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 nói là như vậy. Thế cho nên là những cái người mà ở bên kia Mai Dương nói cho nên là những cái người mà cứ vẫn cứ 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 nói xấu rồi bôi nhọ về đất nước Việt Nam thì nên xem lại mình đi, bởi vì ai cũng vậy thôi, rồi ai cũng vậy thôi. là suy Ai nghĩ tôi vẫn cho rằng là các bạn cũng yêu nước chứ không phải là các bạn không yêu nước, nhưng các bạn yêu nước theo cái kiểu như thế thì người dân ở trong nước chúng tôi không tin các bạn đâu, tôi nói thật luôn đấy, không tin đâu. Là bởi vì người ta ở trong nước, người ta là người nhìn thấy, ai hết ngoài chính những người ở trong nước nhìn thấy hiện thực của đất nước, chỉ trừ những cái người mà người ta siêng ăn biếng làm và người ta cố tình coi như là ấy, và thậm chí có những người có người nhà ở nước ngoài nhưng người ta thất đức, người ta không muốn cho những cái người họ hàng anh em người ta về nước định cư các thứ, người ta cứ muốn coi như ở bên đó để đây là nói theo cái nghĩa của mình, theo cái kiểu dân dã nhé, ông bà cứ ở trên bên đó ông bà cày đi, xong rồi coi như là tôi miễn là ông bà gửi tiền về cho tôi là được. Đấy là ở cái dạng như thế thì mới bóp méo sự thật để mà bôi nhọ cái đất nước Việt Nam này thôi, chứ còn thì nói thẳng ra là mình là người đã biết cái đất nước này từ bom đạn cho nên đến bây giờ thì mọi người, hầu như mọi người dân Việt Nam đều 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 cũng bằng lòng với cái cuộc sống như bây giờ, và đương nhiên là cũng muốn cũng cũng muốn tiến lên nữa chứ không phải là không, cũng muốn tiến lên, thế nhưng mà phải tiến lên bằng cái chính bằng cái sức lực của mình, bằng cái tâm của mình, muốn xây dựng một cái đất nước này phồn vinh.
chứ không phải là để chờ cái nọ, chờ 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 đồng tiền từ hải ngoại, hoặc là chờ những cái mà không phải là do mình làm ra đấy. Mà tôi cũng nói thật luôn với những người ở hải ngoại luôn này, là các quý vị đừng có hiểu sai và cứ ngây thơ bị những cái người ở trong nước này người ta lừa. Nói thẳng ra là họ họ lừa, và người ta rất, những cái người đó là người ta rất vui khi anh in anh, nếu mà ở trong cái cuộc nói chuyện này ấy, nếu mà anh có muốn nói thì có thể nghe mình nói chuyện, chứ nhắn tin như thế này đôi khi là dịch nó cũng lâu ấy. Anh lên nói chuyện thì là em sẽ lên rồi sẽ cái này là mình cứ chia sẻ thôi, còn ai ủng hộ hay không thì cái gì đấy không quan trọng, bởi vì mình nói lên cái tiếng nói của mình để cho mọi người có người hiểu thì hiểu, mà không hiểu thì cũng chẳng sao, bởi vì đằng nào thì nói thật tuổi già thì đêm cũng có ngủ được đâu. Thế cho nên là ngồi mà tào lao như thế này nó cũng vui, đây nói thẳng luôn là cũng là niềm vui dân dã thôi, chứ không phải là cái gì cả, cho nên chẳng có phải sợ cái gì hết, nói thẳng đúng luôn, chả có sợ gì, cho nên là không ngủ được thì ngồi nói chuyện, đúng không? Mà có người nói chuyện là hay quá, mà thậm chí là có người nghe, thậm chí là có người lại cứ bình luận comment, thậm chí là chửi, thế nhưng mà ít nhất là cũng tiếng nói của mình cũng gọi là cũng được một số người biết đến tai của họ.